điện thoại cho chú U sau cuộc đi chơi trở về nhà. Anh nói những chuyện bố đã bàn bạc với em gì hiện giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì anh đã giao chiếc điện thoại trong tay cho viện kiểm sát rồi. Ba người kia nghe xong vô cùng kinh ngạc. Song Jun lập tức bảo với bố vợ mình sẽ tuân thủ giao hẹn với ông ta, mong ông hãy xử lý chuyện chiếc điện thoại. Sau đó phải đứng dậy xoay người rời đi. Đây cũng là lần đầu tiên chủ tịch Seo thấy con trai mình kiên định đến vậy. Bất luận ông ta có khuyên nhủ thế nào, Jun Úc cũng không chịu nói ra điện thoại hiện giờ đang ở đâu. Con quyết định sẽ bước ra khỏi cái bóng của bố. Con sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Con cũng sẽ tự mình đối đầu với Kang Song Jun. Cuối cùng Hong Suk cũng lấy được chứng cứ về hung thủ sát hại con gái mình. Thế nhưng chính vào lúc này anh lại không muốn trực tiếp công bố chứng cứ ra bên ngoài, bởi vì vẫn còn 2 ngày nữa là đến cuộc tổng tuyển cử. Đến lúc ấy Song Jun sẽ nói là ứng cử